Chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Chào các em học sinh lớp 12. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Văn Phú Quốc, đến từ tổ toán trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm. Hôm trước, thầy đã làm việc với các em hai tiết tích phân trong chương trình giải tích 12. Hôm nay, trong chương trình hình học 12, thầy quay trở lại với các em trong bài học bài 2 Phương trình mặt phẳng trong chương 3 Phương pháp tọa độ trong không gian thì đối với bài học này sẽ gồm 4 nội dung. Thứ nhất, vector pháp tuyến của mặt phẳng. Thứ hai, phương trình tổng quát của mặt phẳng. Thứ ba, điều kiện để hai mặt phẳng song song vuông góc. Thứ tư, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Và thầy sẽ làm việc với các em tiết 1 với hai nội dung vector pháp tuyến của mặt phẳng và phương trình tổng quát của mặt phẳng. Như các em đã biết là mặt phẳng trong uh, cuộc sống nó là hình ảnh của một mặt hồ lặng gió của mặt bản của mặt bàn của trang giấy. Và hôm nay thầy muốn các em xem nó, gắn nó trong hệ trục tọa độ Oxyz, xem thử nó có những đặc điểm gì đặc biệt mà chúng ta cần quan tâm. Chúng ta học một nhỏ vector pháp tuyến của mặt phẳng. Chúng ta đi vào định nghĩa cho mặt phẳng alpha, nếu vector n khác vector 0 có giá vuông góc với mặt phẳng alpha thì vector n được gọi là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Các em quan sát trong hình vẽ trên bảng. Cho mặt phẳng alpha, một vector n có giá vuông góc. Như vậy các em thấy rằng là một mặt phẳng alpha có vô số vector pháp tuyến những vector này có đặc điểm là cùng phương và vuông góc với mặt phẳng. Từ đó các em đi đến một lưu ý như sau. Nếu vector n là vector pháp tuyến của mặt phẳng thì k lần vector n với k khác không cũng là vector pháp tuyến của mặt phẳng đó. Chúng ta đi vào phần 3 nhỏ, tích có hướng của hai vector. a à, định nghĩa cho hai vectơ vectơ a có tọa độ là a1 a2 a3 vectơ b có tọa độ b1 b2 b3 tích có hướng của hai vectơ a và b là một vectơ ký hiệu là vectơ ab trong ngoặc vuông và được xác định bởi công thức tích có hướng của hai vectơ ab bằng hoành độ là a2 b3 trừ cho A3 B2. Tông độ là A3 B1 trừ A1 B3. Và cao độ là A1 B2 trừ A2 B1. Để các em tính toán điều này dễ dàng, chuyển đổi công thức này về dạng những định thức cấp 2 như trên bảng. Và các em cần lưu ý cách tính toán của A2 B3 trừ cho A3 B2. Cho nên để trong quá trình giải toán được thuận lợi và nhanh chóng, các em nên sử dụng dưới dạng định thức để dễ dàng tích tích có hướng của hai vector. Thầy xin qua một ví dụ. Cho vector A có tọa độ 4 5 0. Vector B có tọa độ 0 4 trừ 3 Tính Câu A Tích có hướng của vector A và vector B Câu B Tính tích vô hướng của vector N và vector A và vector N và vector B Các em quan sát lời giải của thầy trên bảng Vector N bằng tích có hướng của vector A và vector B bằng trừ 5, 4, 0, trừ 3 là định thức thứ nhất. Như vậy trong định thức này, khi mà tính hoành độ, chúng ta lại bỏ cầu hoành độ ở những thành phần trong vector A và vector B. Ở đây thầy bỏ 4, 0, cầu 4, 0. Như vậy còn lại là cầu trừ 5, 4, 0, trừ 3. Các em đối chiếu vào định thức cấp 2 này. Tương tự, phần tông độ 0, trừ 3, 4, 0. Phần cao độ 4, 0, trừ 5, 4. Và nhân chéo để tính toán. Các em được thu được kết quả là 15, 12, 16. Như vậy, tóm lại với tên N, chúng ta tính được có tọa độ là 15, 12, 16. Sang câu B, tích vô hướng của vector N và vector A là bằng 15, nhân 4 cộng 12 nhân trừ 5 cộng 16 nhân 0 bằng 0. Như vậy chúng ta tính toán bằng cách là hoành độ nhân với hoành độ, tông độ nhân với tông độ, cao độ nhân với cao độ và sẽ cho ra kết quả là bằng 0. Tương tự, chúng ta thu được tích vô hướng của vectơ n và vectơ b bằng 0. Như vậy, từ đây chúng ta suy ra rằng vectơ n vung góc với vectơ a và vectơ n, vung góc và vectơ b để đi đến một nhận xét quan trọng sau đây. Tích có hướng của hai vectơ a và b, vung góc vectơ a. Tích có hướng của hai vectơ a và b, vung góc vectơ b. Chúng ta sang một nhận xét tiếp theo. Cho hai vectơ a và b không cùng phương, có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng alpha các em quan sát hình vẽ thì tích có hướng của hai vector a và b đạt bằng vector n là một vector phát tuyến của mặt phẳng alpha các em quan sát ví dụ ví dụ 2 trang không gian với hệ tọa độ oxyz cho ba điểm không thẳng hàng điểm a có tọa độ 0 trừ 1 2 điểm b có tọa độ trừ 1 2 trừ 3. Điểm C có tọa độ 0, 0 trừ 2. Yêu cầu thứ nhất, thầy muốn các em làm là tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng alpha qua 3 điểm ABC. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn câu A trước. Các em quan sát hình vẽ đây. Thầy tính vector AB có tọa độ là trừ 1, 3, trừ 5. Vector AC tọa độ 0, 1, trừ 4. Các em thấy rằng vector N sẽ vuông góc với vector AB và vector AC. Nên N nên vector N bằng tích có hướng của vector AB và vector AC tính tương tự ví dụ 1 bằng cách lập những định thức ở hoành độ, tung độ, cao độ, nhân chéo và thu được kết quả bằng trừ 7, trừ 4, trừ 1. Chúng ta sang phần 2 lớn, phương trình tổng quát của mặt phẳng. Chúng ta xem xét bài toán sau đây. Tăng không gian OXYZ cho mặt phẳng alpha đi qua điểm M0 có tọa độ X0, Y0, Z0 và nhận vector n có tọa độ a b c làm vector pháp tuyến với mọi điểm m có tọa độ x y z trong không gian ta tính toán được vector m zaro m có tọa độ là x trừ x zaro y trừ y 0 z trừ z zaro như vậy với điểm m thuộc mặt phẳng alpha thì ta thấy rằng là đường thẳng m zaro m nằm trong mặt phẳng alpha khi đó thì vector n sẽ vuông góc với vector m zaro m các em quan sát rất rõ trên hình vẽ vector n vuông góc vector m zaro m dẫn đến tích vô hướng của vector n và vector m zaro m bằng không và Hoành độ, nhân hoành độ, càng tông độ, nhân tông độ, càng cao độ, nhân cao độ bằng 0. Đây là công thức mà tích vô hướng giữa hai vectơ mà cho sẵn tọa độ. Dẫn đến AX, cộng BI, cộng CZ. Trừ cho tất cả của AX0, cộng BI0, cộng CZ0 bằng 0. Và thay thế đặt cái cầm trừ tất cả ax zaro cộng bx cộng cz là d ta sẽ đi đánh định nghĩa sau đây phương trình có dạng ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0. trong đó abc không đồng thời bằng 0 được gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng ta lưu ý đến những nhận xét sau đây. Nhận xét thứ nhất, nếu mặt phẳng alpha có phương trình tổng quát là ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0 thì nó có một vector pháp tuyến là n có tọa độ a b c. Nhận xét tiếp theo. Mặt phẳng đi qua điểm M0 có tọa độ x zero, y zero, z zero nhận vector n có tọa độ a, b, c với vector n khác vector không làm vector pháp tuyến có phương trình là a của x trừ x zero nhân với x trừ x zero cộng b nhân với y trừ y zero cộng c nhân z trừ z zero bằng không. Các em à, sang ví dụ 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 3 điểm không thẳng hàng. Điểm A có tọa độ 0 1 2. Điểm B có tọa độ 1 2 3. Và điểm C có tọa độ 0 0 2. Yêu cầu thứ nhất các em hãy tìm một vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha đi qua 3 điểm A B C thầy sẽ hướng dẫn các em chi tiết cái ví dụ này như sau. Thầy yêu cầu các em thêm một vấn đề nữa. Là lập phương trình tổng quát của mặt phẳng alpha qua 3 điểm A, B, C. Ở ví dụ 2 này thì các yêu cầu A, thầy đã yêu cầu các em làm lúc nãy. Ở câu A, trong lời giải trên, thì các em đã tìm được là vector N có tọa độ là trừ 7, trừ 4, trừ 1. Bây giờ chúng ta tập trung vào việc lập phương trình tổng quát của mặt phẳng alpha. Các em thấy rằng mặt phẳng alpha có điểm đi qua là C tọa độ 0, 0, 2. Nhằng vector pháp tuyến, chúng ta tìm được câu A đây các em. Là trừ 7, trừ 4, trừ 1. Nên có phương trình là trừ 7 nhân với x trừ 0, trừ 4 nhân với y trừ 0, trừ cho z cộng 2 bằng 0 và tính toán rút gọn các em thu được kết quả là 7x cộng 4y cộng z cộng 2 bằng 0 chúng ta sang ví dụ 3 trang không gian OXYZ cho mặt phẳng alpha có phương trình 3x cộng z trừ 7 bằng 0 có vector pháp tuyến là 4 trường hợp Phương án A. Vector N1 có tọa độ 3 0 1. Phương án B. Vector N2 có tọa độ 3 1 1. Phương án C. Vector N3 có tọa độ là trừ -3 trừ -1 7. Phương án D. Vector N4 có tọa độ là 3 1 trừ 7. Đây là một câu hỏi nhận biết. Và khi các em quan sát vào phương trình tổng quát của mặt phẳng alpha, mặc dù là nó thiếu ẩn A, nhưng nó vẫn là một phương trình tổng quát. Và cái phương án chúng ta lựa chọn là phương án A, vector N1, có tọa độ 3, 0, 1. Các em quan sát kỹ lại cái phương trình mặt phẳng alpha, sẽ nhìn nhận rõ điều này. Chúng ta sang ví dụ 4. Trong các phương trình sau đây phương trình nào không phải là phương trình tổng quát của mặt phẳng phương án a x 2020 bằng 0 phương án b x 2y 3z bằng 0 phương án c 2a -A 2a cộng 1 z bằng 0 phương án d 4bx cộng 3 bi cộng 2BZ cộng B bằng 0 với AB là những số thật. Các em để ý rằng là các phương trình thứ nhất x 2020 mặc dù là nó khuyết đi hai thành phần là A và Z nhưng nó vẫn là một phương trình tổng quát và có vấy tơ pháp tuyến là 1, 0, 0. Phương trình thứ nhì ta dễ dàng thấy đây là phương trình tổng quát với vấy tơ pháp tuyến là 1, 2, 3, 4. Phương trình thứ ba ta thấy rằng là mặc dù nó bị khuyết ẩn x nhưng chúng ta thấy rằng 2a và 2a cộng 1 không đồng thời bằng 0 với mùa a. Cho nên đây vẫn đảm bảo là một phương trình tổng quát của mặt phẳng. Như vậy phương án còn lại là phương án D. À, chúng ta chọn. Và hơn nữa, chúng ta có thể làm ngay câu trắc nghiệm này bằng cách rằng các em thấy khi B bằng 0 thì cái phương trình này không còn là phương trình tổng quát nữa. Như vậy, tóm lại chúng ta chọn phương án đi. Chúng ta qua ví dụ 5. Trang không gian OXEZ viết phương trình mặt phẳng trung trực alpha của đoạn thẳng AB với A có tọa độ trừ 3, 2, 1 B tọa độ 9, 4, 3 Phương án thứ nhất Phương trình 6X cộng y cộng z cộng 23 bằng 0. Phương án thứ nhì 6x cộng y cộng z trừ 23 bằng 0. Phương án thứ ba x cộng 6y cộng z trừ 23 bằng 0. Phương án cuối cùng x cộng y cộng 6z cộng 23 bằng 0. Các em thấy rằng là cái mặt phẳng trung trực alpha này chắc chắn nó sẽ đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và nhận ngay cái vector AB làm vectơ pháp tuyến. Ngay mà quan sát thầy trình bày là giả để đi đến kết quả. Gọi A là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ta sẽ suy nghĩ được rằng tọa độ điểm A là xa cộng xb chia đôi được 3. AA cộng AB chia đôi được 3. ZA cộng ZB chia đôi ta được là 2 mặt phẳng alpha đi qua trong điểm A của AB tọa độ 3 3 2. Nhận vectơ AB có tọa độ là 12 2 2 làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình là 12 nhân với x 3 cộng 2 nhân y 3 cộng 2 nhân z 2 bằng 0. Tính toán thu gọn ta được kết quả cuối cùng 6x cộng y cộng z trừ 23 bằng 0. Như vậy quan sát bốn phương án trên bảng, chúng ta đối chiếu với kết quả tìm được. Chúng ta nghĩ đến việc chọn phương án B. Trong phần phương trình tổng quát này có những trường hợp riêng với những kết quả rất đẹp. Các em quan sát trên bảng. Trong không gian OXYZ cho mặt phẳng alpha có phương trình AX cộng BA cộng CZ cộng D bằng 0. Trường hợp thứ nhất là alpha đi qua góc tọa độ O khi chỉ khi nào các em? Thay tọa độ điểm O điểm O vào phương trình tổng quát ta được là A nhân 0 cộng B nhân 0 cộng C nhân 0 cộng D bằng 0 và tính toán ta được kết quả là D bằng 0. Trường hợp thứ nhì, alpha song song hoặc chứa trục OX thì điều gì sẽ xảy ra đối với các hệ số ABCD này các em? Ta sẽ thấy rằng là vector N sẽ vuông góc với vector đơn vị A nằm trên trục OX và dẫn đến tích vô hướng của vector N và vector A bằng 0. Ta tính toán được là A nhân 1 cộng B nhân 0 cộng C nhân 0 bằng 0 Vậy, kết quả A sẽ bằng 0. Các em có những điều tương tự. Nếu anh pha song song hạt chứa trục oy thì B sẽ bằng 0. Anh pha song song hạt chứa trục OJ, thì C sẽ bằng 0. Như vậy, song song hạt chứa trục nào, thì cái thành phần đi kèm với cái ẩn đó sẽ bằng 0. Cụ thể, song song hạt chứa trục OX, thì A là đi kèm với X, cho nên thành phần A sẽ bằng 0. Tương tự như thế cho OI và OZ ta sẽ được B bằng 0, C bằng bằng 0. Xem qua trường hợp 3. Alpha song song hoặc trùng với mặt phẳng O, OXE. Thì vector pháp tuyến N và vector đơn vị K nằm trên trục OZ sẽ cùng phương. Và ta tính toán được là A sẽ bằng B bằng 0. Tương tự như vậy, alpha song song hoặc trùng với mặt phẳng OEZ thì B bằng C bằng 0. Alpha song song hoặc trùng với mặt phẳng OXZ thì A bằng C bằng 0. Như vậy các em thấy là song song hoặc trùng với mặt phẳng nào thì những cái hệ số đi kèm với những cái thành phần có trong mặt phẳng nó sẽ bằng 0. Bây giờ nó song song hoặc trùng với OXA thì các em thấy rằng là thành phần đi kèm với X là A, đi kèm với Y là B như vậy hai thành phần này sẽ bằng 0. A bằng B bằng 0. Và tương tự như vậy cho O, y, Z và mặt phẳng OXZ. Qua ba trường hợp lớn ở trên, thầy sẽ đi đến một cái bảng tổng kết như sau. Gồm cột thứ nhất là điều kiện hệ số và đặc điểm của mặt phẳng alpha có phương trình là AX cộng BA cộng CZ cộng D bằng 0. Nếu D bằng 0 thì mặt phẳng đi qua góc tọa độ nếu A bằng 0 thì mặt phẳng song song hoặc chứa OX. B bằng 0 thì mặt phẳng song song hoặc chứa OY. C bằng 0 thì mặt phẳng song song hoặc chứa OZ. A bằng B bằng 0 thì mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng OXY. B bằng C bằng 0 thì mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng OYZ. A bằng C bằng 0 thì thì mặt phẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng O, X, Z. Các em quan sát nhận xét trên bảng, Nếu A, B, C đều khác không, tức là nó sẽ không nằm vào điều kiện của bảy trường hợp riêng thầy nay vừa rồi, thì thầy đạt những cái ẩn trung gian là A bằng trừ D trên A, B nhỏ bằng trừ D trên B, C nhỏ bằng trừ D trên C. Chúng ta thay vào phương trình tổng quát của mặt phẳng biến đổi và thu gọn thì ta thu được kết quả là x trên a cộng với y trên b cộng z trên c bằng 1. Các em quan sát hình vẽ trên bảng để nhận thấy rằng mặt phẳng alpha các các trục tọa độ OX, OY, OZ, OX, OY, OZ lần lượt tại các điểm có tọa độ là A00 A00 0B0 và 00C. Để minh họa sâu sắc cho cái nhận xét này, thầy xin giới thiệu các em một à, cái ví dụ. Và trước khi vào ví dụ thì các em cũng hiểu rằng là cái phương trình như trên được gọi là phương trình của mặt phẳng theo đoạn chán. Ví dụ 6 trong không gian Oxyz cho 3 điểm A có tọa độ (3;0;0), B (0;2;0), C (0;0;1). Hãy viết phương trình mặt phẳng ABC. Phương án thứ nhất là phương trình 6x cộng 3y cộng 2z trừ 6 bằng 0. Phương án thứ nhì là phương trình 2x cộng 6y cộng 3z trừ 6 bằng 0. Phương án thứ 3 là 2x cộng 3y cộng 6z trừ 6 bằng 0. Phương án cuối cùng là phương trình 3x cộng 2y cộng z cộng 6 bằng 0. Cây mà thấy đây là trong đề toán người ta cho 3 điểm A, B, C lần lượt nằm trên ba trục OX, OY, OZ. Và đúng với 3 ram của cái công thức mà thầy thể hiện vừa rồi. Cho nên chỉ cần áp dụng cái phương trình mặt phẳng theo đoạn chán thì ta dễ dàng thu được cái phương trình có dạng là x trên 3. 3 là vị trí của chữ A nhỏ lúc nãy. Cộng y trên 2. 2 là vị trí của chữ B nhỏ lúc nãy. Cộng với z trên 1. 1 là vị trí của C lúc nãy. Bằng 1. Và các em thực hiện phép nhân quy đồng. Chúng ta thu được kết quả là 2x cộng 3y cộng 6z trừ 6 bằng 0. Quan sát bốn phương án trên bảng, ta đi đến việc lựa chọn. Đó là đáp án C. 2x cộng 3y cộng 6 giấy trừ 6 bằng 0. Chúng ta quan sát ví dụ 7. Ví dụ 7 cũng là một ví dụ ở mức độ vận dụng. Trong không gian Oxz viết phương trình mặt phẳng alpha đi qua điểm M có tọa độ là 4, 1, một và chán trên ba nửa trục dương OX OY OZ tại A B C với OA bằng a OB bằng b OC bằng c sao cho thể tích tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất thì trước hết các em thấy có bóng dáng của cái phương trình mặt phẳng theo đoạn chán bởi vì nó chán trên ba nửa trục dương OX, OY, OZ tại ABC. Đó là cái dấu hiệu nhận biết. Vậy, cái phương trình mặt phẳng alpha thầy có dạng là X trên A cộng Y trên B cộng Z trên C bằng 1. Đề bảo rằng là ba nửa trục dương OX, OY, OZ. Cho nên, thầy có rằng buộc điều kiện là A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ phải dương. Quan sát giả thiết bài toán là điểm M có tọa độ là 4, 1, 1 thuộc mặt phẳng alpha lần lượt thay tọa độ vào phương trình trên ta thu được hệ thức 4 trên a cộng 1 trên b cộng 1 trên c bằng 1. Một công đoạn nữa là chúng ta đi tính thể tích. Để ý rằng là OA, OB, OC là có OA, OB, OC đâu một vuông góc. Cho nên việc tính thể tích hết sức đơn giản là V sẽ bằng 1 phần 6 của OA nhân OB nhân OC và OA bằng A, OB bằng B, OC bằng C ở đây. Các em thay vào và thu được kết quả cuối cùng của thể tích là V bằng 1 phần 6 A, B, C. Nhưng còn một điều quan trọng nữa là người ta yêu cầu rằng thể tích tứ diện OABC phải đạt giá trị nhỏ nhất. Như vậy, trong chương trình lớp 10, các em có học một bắt bản thức căn bản là AMRM, thường gọi là COSI. Thì thầy nghĩ đến việc là áp dụng bắt đẳng thức cô c cho ba số dương 4 trên a 1 trên b 1 trên c tất nhiên bốn ba số này là ba số dương bởi vì thầy đã ràng buộc điều kiện a b c dương ở trên ta thu được rằng 4 phần a cộng 1 phần b cộng 1 phần c lá hơn bằng 3 lần căn bậc 3 của 4 phần a nhân với 1 phần b nhân với 1 phần c và tất nhiên 4 phần a cộng 1 phần b cộng 1 phần c sẽ bằng 1 bởi vì đó là cái điều kiện ở trên. Mũ 3 hai vế ta được rằng là 1 lớn hơn bằng 27 nhân với 4 trên ABC. Chúng ta chuyển qua ta được rằng là ABC lớn hơn bằng 4 nhân 27. V bằng 1 phần 6 ABC ta nhân cả hai vế cho ABC chỗ này sẽ thu được rằng là V lớn hơn bằng 54 phần 3. Tóm lại về rằng việc xảy ra dấu bằng sẽ là 4 phần A bằng 1 phần B bằng 1 phần C. Nhưng vậy tổng của 4 phần A với 1 phần B với 1 phần C bằng 1. Cho nên mỗi đối tượng sẽ bằng 1 phần, phần 3. Và ta tính toán sẽ được rằng là A bằng 12, B bằng 3, C bằng 3. Ta đi đến kết luận rằng là giá trị nhỏ nhất của thể tích V sẽ bằng 54 phần 3 tương ứng với cái phương trình là ta thay ABC vào cái phương trình mặt phẳng theo đoạn chán ban đào sẽ được là x trên 12 cộng y trên 3 cộng z trên 3 bằng 1. Ở đây các em có thể giữ nguyên cái phương trình dạng phương trình mặt phẳng theo đoạn chán và không cần không nhất thiết phải chuyển về phương trình tổng quát của mặt phẳng. Như vậy qua bài học trên, các em cần ghi nhớ cho thầy những vấn đề sau đây. Thứ nhất là dạng phương trình tổng quát của mặt phẳng. Thứ hai xác định được một vector pháp tuyến khi cho biết phương trình mặt phẳng. Thứ ba, lập được phương trình mặt phẳng khi biết được điểm đi qua và vector pháp tuyến. Thứ tư, nắm được các trường hợp riêng của mặt phẳng. Và bài tập về nhà cho các em là bài tự luận 1, 2, 3, 4, 5, trang 80, sách giáo khoa hình hạt 12 cơ bản và các câu trách nghiệm 7, 8, 9, trang 95, sách giáo khoa hình học 12 cơ bản. Thì thầy đã làm việc với các em tiết 1 trong bài phương trình mặt phẳng. À, chúc các em vui vẻ, học tốt và hy vọng rằng chúng ta còn gặp lại nhau trong những tiết học tiếp theo. Trân trọng kính chào.